Xin chào mọi người đã đến với kênh của mình ha. Thì hôm nay tiếp tục cập nhật cho anh em một trang web đào Terrix nha mọi người. Thì trang này được mang tên là terrixmode.com nha mọi người ha. Khi mọi người đăng ký thành công sẽ nhận ngay là 2000 Terrix nè. Và bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn cho bạn cách đăng ký cũng như là cách chơi nha. Rồi thì ở phần đăng ký nè mọi người điền cho mình cái số điện thoại vô nha các bạn ha, cũng như là cái mã giới thiệu nè. Sau đó thì chúng ta sẽ điền cái địa chỉ Gmail của mình vô nha. Tiếp tục người ta sẽ tạo một cái mật khẩu nè và xác nhận lại cái mật khẩu cho các bạn. Rồi tiếp tục nữa mọi người bấm đăng ký là được ha. Và ở đây thì mình đã đăng ký rồi và bây giờ thì mình sẽ đăng nhập luôn nha. Rồi đăng nhập thành công nha các bạn, thì ở đây mình sẽ nhận ngay là 2000 Terrix nè, cũng như là wallet nè, cũng như là khoản đầu tư, cũng như là đồng USDT nha các bạn ha. Thì giao diện là cái này có nạp tiền nè, rút tiền nè, đội nè, ủy ban khen thưởng nè, trung tâm mua sắm bon nè, quà tặng nè, game và hoạt động nha các bạn. Đó. Còn đây là hướng dẫn các bạn nạp tiền nè, hướng dẫn các bạn rút tiền nè. Còn đối tác toàn cầu là có là in token nè, Donlin nè và Trade Wallet nha các bạn ha. Đó. Và đây là bảng thị trường Terrix nha các bạn. Và ở đây là đang rất là nhiều nền tảng đang chơi nè, membership mọi người ha. Về phần trending tức là phần giao dịch đó, thì ở đây nó sẽ tặng cho bạn là 5% là mỗi ngày nha các bạn ha. Và các bạn cũng có thể là nhận lãi sau 24 giờ nha các bạn ha. Rồi tiếp tục là phần đầu tư nè, thì ở đây nó sẽ có là gói đầu tư là 90 ngày là 7.5% nè, 60 ngày là 5.5 nè, và 30 ngày là 3% nè, và 15 ngày là 2.5% nè, rất là ok luôn. Tiếp tục nữa là mình sẽ qua cái phần là chia sẻ, thì ở đây sẽ có một cái mã code nha các bạn. Đó. Cũng như là một cái đường link sao chép bên trên nè, khi mọi người sao chép liên kết thì bạn sẽ nhận được một cái phản hoa hồng nha các bạn ha. Đó, hoa hồng là 3 tầng. Và mọi người đến cái phần là của tôi nè, thì mọi người sẽ thấy là ở đây là nó có cái phần là bạn bè của tôi nè, tức là đội nhóm xem được là level 1, level 2 và level 3 của mình nha. Rồi tiếp tục nữa thì ở đây là nó sẽ có là lịch sử giao dịch nè, rồi tin tức nhà ga. Ở phần tin tức nhà ga này thì mọi người mở vào xem ha. Thì ở đây chúng ta sẽ nhận được là 5% nè, rồi ít nhất là 5 Terrix cho các bạn ha. Đó. Và các khoản đầu tư mà càng cao thì chúng ta sẽ rút được phần trăm là càng lớn ha. Đó. Rồi thì ở đây có một cái vấn đề nữa đó chính là phần trăm tiền rep nè, cũng như là thông tin Telegram nè, phần trăm tiền rep là 14% ở cấp 1 nè, và cấp 2 là 7% và cấp 3 là 4% nha các bạn ha. Con web này hoa hồng rất là cao nha mọi người. Rồi thì các bạn cũng thể là liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng nữa, như là tải app về chơi ha. Rồi ok. Rồi thì mình muốn nhận số lượng Terrix bên trên đó các bạn, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho bạn cách nhận số lượng Terrix ha. Thì mọi người sẽ bấm vào cái mục là nạp tiền nè, đó. Thì ở đây nè, nó sẽ ra là chuyển vào tài khoản cơ bản và tài khoản đầu tư. Thì đối với mà những bạn chơi đầu tư thì các bạn chuyển vào đây ha. Còn chơi mà nhận 2000 Terrix thì bấm vào đây nha các bạn. Và lưu ý là giờ Singapore là sau 24 giờ nha mọi người ha. Mọi người bấm vào chuyển vào cơ bản nè. Rồi thì ở đây mọi người bấm là sao chép nha mọi người nha. Đó, rất là ok. Rồi khoảng thời gian ghi lại là từ 1 đến 5 phút nha. Thì mình sẽ đến cái phần ví nha các bạn ha. Ở đây đang xài ví Trade Wallet nha mọi người. Rồi ok. Thì ở đây mình sẽ nhập mã pin vô nè. Rồi tiếp tục nữa thì chúng ta sẽ chọn là đồng này ha. Ta bấm gửi nè. Rồi chúng ta bấm dán vô nha các bạn ha. Bấm dán vô nè. Ở đây thì mình sẽ bấm là số lượng Terrix nha các bạn ha. Thì ở đây thì mình sẽ nhập vô là 10 Terrix nha mọi người ha. Bấm tiếp tục nè. Đó, rất là ok. Sau đó mọi người bấm xác nhận giúp mình ha. Ok. Rồi mình đang chuyển số lượng Terrix đi nha mọi người ha. Và ở đây thì mình sẽ copy cái mã ví luôn. Rồi ok. Rồi mình sẽ đến cái phần app nè. Ở đây mình sẽ có là đã hoàn tất quá trình là nạp tiền nè. Đó. Rồi thì ở đây mình sẽ nhận số lượng Terrix nha các bạn ha. Rồi bây giờ sẽ bấm về phần là của tôi để mình rút tiền cho mọi người xem. Thì ở đây mọi người bấm vào phần là rút tiền ra nè. Thì ở đây thì mọi người nhập cái địa chỉ vô. Đó. Ở đây thì mình sẽ rút được là 0.5 Terrix nha các bạn ha. Rồi mình đã bấm xong nha các bạn. Và bây giờ mình sẽ bấm là giao dịch nè. Đó. Giao dịch thành công nha các bạn ha. Nó hỏi mình có lưu lại không á. Mình lưu lại luôn nè. Đó. Và ở đây thì mọi người sẽ vào cái phần là của tôi nè. Thì ở đây sẽ có phần là lịch sử giao dịch nè. Mọi người sẽ thấy là ở đây mình sẽ còn 0.5 Terrix nha. Bây giờ sẽ đến phần ví. Rồi 0.5 Terrix của mình nó đã về nha các bạn ha. Lúc nãy chuyển 10 Terrix nè. Mở lên cho mọi người xem. Rồi thì mình cũng xin được là mến chào nha.